mình niệm Phật là mình có một phương hướng về thế giới của Phật, mà chỉ có thế giới của Phật mới là nơi không khổ thôi. Mà thế giới của Phật A Di Đà mới là không khổ. Nên mình niệm Phật giết mình có một phương hướng về thế giới Phật A Di Đà. Nên con người mình đã hướng về thế giới Phật A Di Đà mạnh như vậy, thì mình ở cái cõi này mình không có còn nặng nề, thật sự. Nhưng Đức ấy, gặp rất là nhiều người Họ có điều kiện giàu sang Có những người trong cuộc đời này Một cái phòng chưa có ở Nhưng họ có rất nhiều nhà cửa Rất nhiều nhà Rất nhiều đất luôn Vì hỏi họ, họ có khổ không? Họ rất là khổ Họ phải giải quyết rất nhiều vấn đề Về cái việc tài sản của họ Mà họ còn không có thời gian tu Họ gặp mình có khi họ nói rằng Họ muốn giải quyết gọn đi Để họ được tu Mà họ giải quyết rất là khó khăn Thì không? trong cuộc đời này rõ ràng quý vị không có tình cảm tạo ra tình cảm thì khổ trong tình cảm không có sự nghiệp tạo cái sự nghiệp khổ trong sự nghiệp chứ? có nghĩa là trong cái cuộc đời này đa phần là là khổ nhưng mà niệm cái công đức của phật này để giải mã điều đó giải mã điều đó mình mà tin mà mình niệm rồi một ngày nào tự nhiên mình sẽ hiểu ra hết quý vị cái giải quyết là từ ngay tâm mình nó giải mã là ngay tâm mình Thì việc gì cũng như quyết mau Con người mình thường Có những cái bản thân mình giống như mình muốn buông xuống vậy. Nhưng thật sự là mình mỗi ngày lụm và bỏ vào tim Chứ mình không buông Mình nói tại sao tôi thường phiền não này kia Thật sự là mình lụm những thứ phiền não để bỏ vào Có những việc thật sự không phải của mình luôn Nhưng mà mình vẫn lụm những cái phiền não để bỏ vào Chúng ta là những người nghe Phật Pháp Vì phải nhớ kỹ Người nào nói chuyện cho mình nghe mà mình thấy nhẹ lòng Nói chuyện với mình nghe Mà mình cảm thấy rằng là Tâm tư của mình nhẹ nhàng thoải mái Không có vướng bạn này kia nhiều thêm Thì đúng Còn một người nào hướng dẫn mình Mà mình cảm thấy càng ngày càng nặng nề Giống như nó bị mê hoặc điên đạo Nó mù mờ Nó không có phương hướng Thì là sai Thí dụ những đứa hướng dẫn quý vị là gì Quý vị, vị nên hướng về Ai Di Đà Phật Chỉ có Ai Di Đà Phật là tuyệt vời nhất thôi thật sự mình hướng về ai với đạo phật đến chi để mình học ai với đạo phật là cái tâm rộng lớn khoan dung tha thứ cứu độ chúng sanh vô điều kiện chúng ta là đa bằng điều phải có điều kiện hết quý vị ơi đến với con người cả vợ chồng gia đình người thân dòng họ anh chị em đều phải có điều kiện điều kiện là gì người ta thương người ta lo cho mình mình phải như thế nào với người ta đó là điều kiện còn ai với đà cứu độ chúng sanh vô điều kiện Ngài không kêu mình làm bất cứ một việc gì cho Ngài cả. Có nghĩa là dù mình có làm sai, mình có làm những điều không phải gì thì chăng nữa. Nhưng chỉ cần mình chân thật niệm danh hiệu Ngài. Và muốn về cái quốc độ của Ngài thì Ngài sẽ tiếp dẫn mình. Nên gọi là cứu độ chúng sanh vô điều kiện. Phật Anh Di Đà cứu độ chúng sanh vô điều kiện. Nhưng đa phần con người hướng dẫn mình là có điều kiện. Nên mình không thành tựu được cái bổ nguyện Di Đà cứu độ chúng sanh vô điều kiện thì chắc chắn 100% vạn người niệm Phật và người giải sanh. Nên cái tính nguyện niệm Phật là đặt ngay mình nè. Chứ nó không phải cái ở bên ngoài mà là đặt ngay mình. Tính nguyện niệm Phật có nghĩa là trong hoàn cảnh nào dù sự cố gì, trở ngại gì mình cũng niệm Phật đó gọi là tính nguyện niệm Phật. Có nghĩa là lòng tin đối với Phật A Di Đà là chúng ta chỉ muốn sanh cực lạc và niệm như hiểu ngài còn bản thân mình trong cuộc đời mình thịnh hay si gì Bản thân mình cũng phải niệm Phật Thì đó gọi là tính nguyện niệm Phật Nắm chắc câu vật hiệu không bao giờ thay đổi Còn nhiều người là người ta niệm Phật một thời gian Rồi người ta thấy rằng vô vị Người ta phải thêm cái này Thêm cái kia Người ta đưa ra điều kiện này Điều kiện nọ Là do con người chúng ta tạo thêm Thật sự thì bổ nguyện của Di Đà Cứu độ chúng sanh không có điều kiện Nếu như quý vị đọc những quyển sách như ngài pháp nhân thượng nhân hay là bổ nguyện của ngài thiên đạo đại sư là phải đào quá tăng thì vị sẽ thấy các ngài là những người thật sự thông pháp thông tông thông giáo thông pháp luôn nên cái sự mà cứu độ chúng sanh hóa độ chúng sanh của các ngài rất dễ cái người đời sau này đa phần nói về tịnh độ chúng ta sẽ theo không nổi vô không được luôn và chúng ta không biết làm chỗ nào để mình tu được luôn và họ không đưa cho mình một phương pháp để quân tập hàng ngày Thật sự mà nói, chúng ta rất là may mắn những đức đã gặp được một phương pháp niệm Phật lễ Phật và dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này để chúng ta cùng tu. Đây là điều chúng ta rất là mừng quý vị. Thật sự rất là mừng luôn. Mừng là mình có một phương pháp để quân tập mỗi ngày mình tu tập. Cái này rất là mừng đó quý vị à. Nó thật lòng Chứ nếu như chúng ta không có một phương pháp tu này Chỉ là nói suông thôi Mỗi ngày chúng ta lấy cái gì để quân tập đây Bây giờ một ngày 4 năm thờ này chúng ta tu Còn những thời gian khác chúng ta niệm Phật thêm thì chúng ta quân tập câu vật hiệu này lâu ngày tự nhiên tâm trạng mình rất là an lạc và vui vẻ những đức nó thật với quý vị nếu như những đức giảng ở chùa giảng quản chúng làm bao nhiêu pháp hội rất là lớn những đức chỉ cả đời gieo duyên thôi cuối cùng bản thân những đức không thể nào giảng sanh gì cực lạc được một trăm vì sao vì những đức không có thời gian để quân tập câu Phật hiệu có thể được bao nhiêu người tung hô lên nhưng mà những đức sẽ không thành công có được giảng sanh những Đức tin chắc 100% cuộc đời mình đến với cuộc đời này Mỗi một con người đều có sứ mệnh Cuộc đời nhà Đức đi vào ngôi tam bảo 15 năm Có nhân viên nuôi người già Những Đức đã gạo qua hết tất cả tính con người Và nuôi người già đạt đến trình độ cao nhất Sau này khó có người nào có thể Học như những Đức mà nuôi người già Mang tâm khoan dung và tha thứ thương yêu Thật sự bằng cả tấm lòng Những Đức đã làm điều này Những Đức đã hiểu rồi Nên Những Đức nói với những anh em trong chùa rằng Đối với các cụ không phải là mình áp đặt người ta mà người ta nghe mình đâu mà mình phải thật sự thương yêu người ta dùng tình thương yêu mới thật sự người ta nghe mình vì khi quý vị xem lại mình khi mình thương ai mình quý ai mình rất lo cho người ta buồn mình rất sợ người ta khổ nên bản thân mình sẽ cố gắng thì tại sao đại chúng mấy ngàn người mà những đức coi rất là tốt là vì sao vì người ta rất là thương những đức những đức nghe nói rằng là ở trên chùa mà có khi đổi cái điệu niệm phật của các anh em khác các cụ không đi lễ phật luôn các cụ không chịu tu luôn vì nghĩ đi nghĩa là phải để cái điệu niệm phật của những đức các cụ mới chịu tu dù rằng đó là sự tình chất của mấy bà cụ nhưng xin thưa quý vị tình thương mến thương phải dành những đức quá nhiều vì tình thương những đức dành cho các cụ cực kỳ lớn thí dụ như những đức khi mà đi những đức cũng nói với các anh em trong chùa rằng mấy anh em phải làm sao để các cụ nghe lời mấy anh em đó là các anh em phải tiếp nối Làm cho các cụ được bình an Thí dụ những đức đi Đó là sự buồn của các cụ rồi Mình phải nói rằng các cụ ơi Thầy từ xưa giờ lo cho mình Rất là nhiệt tình Thầy đi cũng lo để lại cho mình những thứ Mà cuộc sống của mình và phương pháp tu Thầy để lại hết Các cụ cứ yên tâm Chúng con sẽ tiếp nối thương các cụ Như cha như mẹ Như thăng bằng quyến thuộc Còn những người trẻ như anh chị em của chúng con Chúng con sẽ nhiệt tình lo lắng Mình nói những cái lời ăn tình đó Rồi hành động của mình tiếp nói Để lo cho các cụ chứ không phải là phát triển đạo tràng Mà là lo cho người ở trong chỗ ở đó Được tốt Khi lo cho người trong chỗ ở đó tốt Họ tin tưởng mình Thì cái người Phật tử người ta đến người ta tìm hiểu Người ta thấy ông này ông làm giống như ông đi trước Thương yêu lo lắng cho người ở trong chùa đàng hoàng Thì người ta sẽ tiếp nói rủ người đi đến chùa Chùa sẽ tiếp tục thịnh vượng lên còn khi những đức vừa mới đi là người ta lập ra tư tưởng mới Người ta đưa ra một phương hướng mới Và người ta kêu các cụ phải như vậy như vậy Hoặc là người ta dùng câu như thế nào Hoặc là người ta dùng câu rằng Nếu như ai ở đây thì ở Còn không ở Thì về tùy duyên Dùng những câu này hoàn toàn mắc duyên mắc vước Không đúng Ví dụ như mình có một người thân trong nhà Người thân mình vừa bị mắc đi Bản thân mình rất là buồn rồi mà có những người trong nhà còn nói câu rằng Mình ở thì ở không ở thì thôi Thì lương tâm mình sẽ càng buồn hơn Và cảm thấy mình bị bỏ rơi quý vị Nên có người sợ nhất là bị bỏ rơi Mà nhất là người già Vì họ đã già rồi Tại sao những đứa nuôi người già là các cụ khỏe Các cụ vui Các cụ rất là đặc biệt là vì sao Vì những đứa luôn luôn làm cho các cụ cười Những đứa như một đứa trẻ con Thương yêu các cụ Gần gũi chơi với các cụ Và thường làm cho các cụ được bình an nên những đức thường nói rằng đến với con người là phải giúp cho người ta được vui giúp cho người ta được bình an và niệm niệm phải nghĩ gì người khác bản thân mình dù có bị tổn hại tổn mình nhưng phải vì người khác khi mình niệm công đức của phật mình sẽ có được cái tâm đó một trăm luôn những đức nói rằng gia hòa vạn sự hưng mình tu tập làm sao mà đối gia đình mình bản thân của mình nè là phải hòa chứ đừng kêu người khác hòa với mình vì người ta không tu bao nhiêu mà kêu người ta hòa với mình làm sao được đấy. Mình là người niệm Phật mỗi ngày này đi tu, niệm Phật mỗi ngày nè, đi vòng vòng niệm Phật đi kinh hành nè, mà mình đụng cái là mình la người ta, mình chửi người ta, mình nói người ta đỏ đi ngục, mình nói người ta này kia thì bản thân mình làm sao đổ người ta? Mình là người niệm Phật cái tâm khoan dung mình phải cực kỳ lớn hơn người khác. Cái tâm khoan dung mình phải cực kỳ lớn hơn người khác. Cũng như bản thân những đức nói một câu rằng bản thân những đức không dám kêu người khác tha thứ cho những đức vì bản thân những đức làm sai những đức không dám kêu người khác tha thứ cho những đức dù người khác có đối xử như đức như thế nào những đức không dám kêu người ta tha thứ cho những đức bản thân của những đức phải cố gắng thôi mình không có kêu người khác tha thứ cho mình nhưng đức mong quý vị trong cuộc đời cũng như vậy mình làm sai thì mình điều chỉnh mình sửa lại ngày tháng người ta sẽ nhìn thấy đừng kêu người khác tha thứ cho mình vì người ta có quyền tha thứ cho mình hoặc là người ta không tha thứ cho mình đó là cái chuyện của người ta nhưng những đức nói rằng mình là người học phật không cần thiết phải nặng nề không cần thiết phải đặt vấn đề mà mình giận hờn người khác để trong tâm thì điều đó là điều quý vị tốt nhất đặc biệt nhất thật sự nên khi những đức ra khỏi chùa đại chúng trong chùa rất là buồn bản thân những đức cũng rất là buồn những đức là một con người rất là cứng cỏi và mạnh mẽ nhưng khi mà những đức chuẩn bị ra khỏi chùa suốt mấy ngày những đức khóc rất là nhiều thật sự cái đó là nó chạm tới trái tim mình đó quý vị à. thật sự luôn á vì mình mến tay mến chân thương yêu các cụ vì mình mắt cha mắt mẹ mình xem các cụ như cha mẹ ruột của mình anh chị em trong đó như người thân của mình mình rất là thương yêu thật sự mình rất là thương con người thì ai cũng có lỗi nhưng tình thương thì mình rất là thật thật, thật sự rất là nhiệt tình nếu không nhiệt tình những đứa không nuôi hai ngàn con người đâu quý vị à? không đơn giản đâu thời gian mà những đứa coi ba ngôi chùa lớn như vậy những đứa rất là cực những đứa chạy đôn chạy đáo chạy suốt luôn làm việc cực lực luôn nhưng mà lúc nào cũng mong cho đại chúng được vui nên như Đức nói những anh em ở trong chùa Nếu như tiếp nói là phải mang một cái tâm thương yêu Chứ không phải là người già mà mình đưa lên một quy tắc cho họ đâu Vì người già họ không có biết gì nhiều đâu mà quy tắc Mình phải thương yêu họ, mình phải lo lắng cho họ Dù họ không có ăn gì nhiều đâu Nhưng mà một miếng đồ ăn mình lo lắng cho họ đó là sự quan tâm Thật sự mà nói đối với con người Mình quan tâm những người ta vì tâm trạng nè Mình quan tâm với người ta vì cuộc sống nè mình làm vợ người ta mình quan tâm cho người ta vì tâm trạng này mình nhìn chồng mình đi làm về mình nhìn tâm trạng chồng mình mình biết quan tâm mình nhìn chồng mình từ bộ đồ mình biết mua bộ đồ mình nhìn chồng mình cái ăn gì ngon mình biết mua cái đó ăn ngon tại sao những đức nuôi chúng chúng vui vì những đức thấy các cụ ăn ngon cái gì là những đứa sẽ nhớ những đức thấy các chú các cô ăn cái gì ngon những đức sẽ nhớ nhớ để tiếp tục mà mua cái đó cho người ta ăn ngon như mỗi tuần thứ bảy đâu Phật tử về chùa những đứa sẽ nhìn thấy người ta ăn cái gì ngon Thì những đứa sẽ làm tiếp tục cái đó cho người ta ăn Có nghĩa là quan tâm cuộc sống Ta nói ăn được ngủ được là tiên mà quý vị Có người được an tâm là hạnh phúc nhất của cuộc đời mình Nhất là người già Mình thương yêu người già là mình đang thương yêu cái tuổi già của mình đó Quý vị à Vì tương lai mình cũng già mà Thật sự luôn nên những đức dù ở bất cứ một phương trời nào, những đức luôn luôn mang tâm trạng thương người già, thương con người bằng cả tấm lòng nên bây giờ những đức chỉ ở đây như là một hai người thôi những đức tu tập với vị nhưng ngày nào tu xong những đức cũng mừng là mình được nói chuyện với quý vị để chúng ta cùng cởi mở tâm tư vì mọi người chúng ta ai cũng có những cái u quốc trong cõi lòng thật sự giàu cũng có cái khổ mà nghèo cũng có cái khổ đẹp cũng có cái khổ mà xấu cũng có cái khổ bệnh đau ung thư càng có nhiều cái khổ nên từ nơi đó phật pháp là duyên khúc giải vị để giải tâm tư của mình giải khỏi lòng của mình chắc là những đức cũng thích như vậy nên con người những đức cũng giải được cái buồn mình mau quý vị chứ thật sự xa chùa xa đại chúng những đức cũng rất là buồn buồn lắm có thể bản thân mình không thể nào đứng lên được luôn đó quý vị nhưng mà bây giờ với tấm lòng của quý vị bản thân những đức không đứng lên thì không được mình cảm thấy phụ lòng quý vị quá con người những đức là như vậy vì người mà bản thân mình phải nỗ lực mà đứng lên và những đức nghĩ rằng vì sao cái râm của mình là một phương pháp tu đặc biệt Để cho quý vị có phương hướng chiên tu Phương hướng tu rõ ràng Chứ không phải là dòng do tam quắc nữa Thật sự mà nói Còn có những đức thì quý vị nhất định sẽ có một phương hướng tu rất rõ ràng Vì những đức không hiểu gì nhiều Nên phương hướng tu của những đức rất chuẩn xác Mục tiêu tu luôn Không có phải là tứ tung lang thang Thật sự mà nói pháp môn tịnh độ này Càng tạo ra nhiều thì càng mắc phương hướng Giết rồi quý vị bỏ tu luôn còn nếu như quý vị đi sâu vào một câu vật hiệu thôi Rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn trong câu vật hiệu này Cực kỳ lớn luôn Thật có nghĩa là niệm Phật là niệm tự tánh của Phật Là mình cũng hiển lộ được tự tánh Phật của mình luôn Rất là hay Quý vị thấy những đức đi không có một quyển sách nào Tại sao ngày nào cũng nói chuyện với quý vị Đi không có một quyển sách nào cầm theo Tất cả những ghi chép trong sách những đức đều bỏ lại Tất cả Và thật sự những đức không không muốn trở về gì sao mình chở về nói là thăm các cụ nhưng thật sự làm buồn các cụ vì người ta thương mình quá mình chở về gặp người ta rồi mình ra đi thì không khác là mồi thêm cái khổ cho người ta nên bản thân mình thở ở yên một chỗ nào đóng cửa kéo màn lại cũng nhớ người ta nhưng mà mình không thể nào đi thăm người ta vì thăm người ta là làm cái khổ cho người ta bản thân mình được vui một chút nhưng làm cho người ở lại phải càng khổ nên không không đi đâu cả nên những đức thật sự mà nói có người mình sống rất là tình cảm với vị Người ta nói tình cảm là khổ đau Nhưng cái cõi đời này Nếu không tình cảm làm sao độ người đấy Hữu tình chúng sanh mà Những đức nói rằng phan duyên là phương tiện Tùy duyên là thật chắc Thật chắc thì mấy người làm được đấy quý vị Nên phan duyên thương yêu Khoan duyên tình cảm Có okay, khi những đức nói chuyện mà những câu mà Thật sự rất tình cảm Nên thật sự có những người mà ta nghe những đức nói chuyện Những cô rồi đi họ có những cái chuyện mà buồn vì gia đình hay là chồng con hay ly dị gì họ nghe những đức họ thích lắm tại vì sao giống như đức rất là trang chứa tình cảm và những người bị bế tắc những người bị buồn chán những người có nội tâm là những đức giống như là người đưa chiếc thuyền ra cho họ họ cảm thấy họ có một bến bến đổ với vị à? thật sự luôn á tại vì những đức nghĩ rằng những đức rất là thương người phụ nữ Thâm thẳm trong lòng những đức rất, rất thương họ vì những đức gần chùa đa phần là người nữ người già cũng người nữ người trẻ cũng người nữ nhiều hơn người nam rất là nhiều nên đức nói cái khổ của họ có rất nhiều thứ từ nghiệp và từ tâm trạng họ rất có nhiều thứ nội tâm nên từ nơi đó mình cũng thương họ nên mình dùng đa dạng phương tiện có khi mình nói chuyện cỡ mở tâm tư nên những đức mong rằng chúng ta là những người nghe được phật pháp tất cả những sự u quốc trong cõi lòng đều dùng có vật hiệu để tan biến hết đi để cuộc đời này mình sống nó có ngày mai hơn nó có sự tốt đẹp hơn chúng ta có một cái tư tưởng sống làm sao tích cực hơn đừng nên hoàn toàn đi tiêu cực vì mình có phương hướng đi về rồi đó là thế giới cực lạc thì mình luôn luôn tích cực nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm phật kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm dù trong bất bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng điều niệm phật để hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha ai di đà phật 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 ai